เยอะไหมทำไมล่ะมันเอ็มเต็มเอ็มเต็มแนมTôi đã rồi. Nè, tao vừa đánh gia thu mà hiểu gắp nổi tiên. Nè, mà tao gặp thằng cầm Vega đi với Z lên vọng âm đu đình. Trong khi không bảy không sáu như tao đánh thường, tao gặp gia thu, tao bích vô tao bích gia thu phá, thằng lồ kia vô bích tao, lúc tao bích gia thu phá xong rồi thằng lồ kia bích chết thì đốt phá revenge, thì đốt phá không địch tệ mới 15 phút thì giết 16 revenge 16. Còn thằng lồ kia nó bích là tiêu giành rừng của tao, xong hai thằng đi rừng luôn, tao với giành tiêu đi rừng. Thế hai thằng, tao với giành tiêu đủ mất hai thằng có mẹ. Thua, bị cực mẹ. Đéo gánh nổi rồi dưới với người tên. AD, FC nó cầm mảnh tăng nó đi bóp cũng ghê. Rồi. Nó cầm mảnh tăng cái mảnh gì thôi, mảnh gì thằng combo hay cầm thôi. Mấy thằng có CT hay cầm á? Cầm có CT trong tả ra cái gì nhảy kìa. Ờ à, đúng rồi, có CT là tả ra gây đen. Đồ đại đê cầm bảy đó đi, solo boss. Con lấy cái điểm mà quýnh vô có được máu thì nghe còn đỡ đi. Đấy, mà thằng gia súc, thằng nít đi nít thích cho lên lăng. Thằng revenge đi tốt, thích cho revenge. Thế phải. Đấy, cao mát cao tư ra không đi quá, tao điếu thì làm gì được. Có kìa, 2 không lên 8.92. Ê mày, bên tao có nè. Ờ rồi tao thấy rồi. Ờ nó lên nóc rồi. Nó lên nóc rồi. Ờ tao lên nóc nè. Để biết tao súng nhiều không. Nó trên nóc rồi. Lên nóc của tao có một cái áo choàng. Chịt mẹ súng trên nóc hết rồi. Ê, để coi nó có cái gì không. Nó lượm được cái súng gì đó Nghĩa. Nghĩa, nó lượm được cái súng gì rồi á. Mà trèo lên lầu trốn đi. Trèo. Nếu mày có súng xịn thì mày bơm nó luôn, rồi không người trốn đi. Tao hết 12k. Phải luôn. Rồi, nó nhảy xuống rồi. Mày giết rồi đúng không? Ừ. Mày có bộ đâu em mày. Bộ nó trên nóc luôn. Đâu này trên nóc có thấy có thằng mà. Còn. Từ mày. Hai thằng. Phải luôn. Mày ép 12k lợi hại. Ngay kê mà trong nhà thôi chứ. Bà đỡ luôn. Đúng ở bên tao cũng có cái 12k nè. Đáng tiếc là tao đéo phải. Bắn AK không? Qua bên tao khẩu AK nè. Tao có K này. AK á. Ờ, tao có K rồi. Ừ thì qua đây lấy AK luôn là Y3 nè. Có AK luôn rồi. À, rồi vậy thì tao cho đẹp. Tao có 5 lá header của K nè. Ừ.
Ồ, bên đây còn dư cây kè nữa mày ơi, qua đây mày. thôi à, thôi lại đi. Qua đây, qua đây. Tôi đang quay này. Cái M16. Trên đầu á. Đó, trên đầu mình đó. Mày mày lấy đạn kè chưa? Tao có đạn rồi. Chưa chưa đang đang lấy giùm đợi này, là đưa cái X4 này, có đấy đó không, đưa thằng gọi rồi Không có cái gì luôn. đưa đưa X4. Đưa đạn ra Nè, cho mày 20 viên này. rồi đi vào đây đi. Ok. Mới nhảy vô sao đéo bể cửa sổ mày. Đang có cửa sổ này. Đang cứ đút. Đang có cái dép. Rồi dép rồi. Dép hai ở bên đây này, bên đây dép hai này. Bên đây dép hai. Mê kẻ liên minh kéo để ý bao nhiêu ba cái sức nó sợ hơn là không đây. Đây này có chống không, như tay có chống không mày, cái tay cầm đó biết biết biết. Cái chung cư bên cạnh xuống rồi này, cái chung cư bên cạnh luôn, bước hết bên này nè, hết rồi còn gì nữa không, hết tầng rồi mà. Rồi đi ở đây là bay xuống rồi. Bốn 30 ở trong trung tâm luôn. Tài có red dot rồi lấy không? Có rồi. Tài bắn red dot hay bắn holo? Thôi red dot đi. Red dot bắn xe holo. Xa bắn cấp 4 đi ba. Mình chỉ tắt. Vẫn hướng đó. Vẫn là E30. Mày thiếu đại AK không? Không, không, tao dư rồi. Toàn dư rồi. Đi góc trống luôn. Tao tao lượm được cái trống nghiêng rồi.
chù má hên quá, mẹ chém rồi bắn nhau là chết. Ờ, gần 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 bên, gần nó bắn nó gần gần này, gần này ở đâu hướng ngay á, bên 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 phải luôn này. Rồi, tao thấy rồi, tao thấy thằng hướng ngay rồi. Không, sao mà thấy sau này một cam, sau sau cái chung cư một cam có người chạy gì đó. À biết cái chung cư một cam mà. Móc sau tụi đó luôn nha. À. Ok, nó bắn đi. Ờ, cái thằng đó, thằng đó, thằng đó. Đi xuống thì thằng đó. Chỗ đó trong chung cư của Cam. Có ờ, thằng nhảy xuống rồi. Đây, đây. Đấy rồi, mũ ba mày ơi. Nó đâu? Mày ơi. Ở đâu? Đâu nha, đây này. Đây, chỗ vị trí tao thấy là chỗ chấm vàng á. Đó kia kia kia. Thấy đây. Xong mấy bức tường hay mấy bụi cỏ gì kìa, ta mới à, thấy. À rồi rồi. Ờ đéo, đéo phải, đéo phải. Nó chạy vô rồi, chạy vô rồi. Có rồi, có rồi. Nó nói. Kìa, dạ, nó dạ. Chạy đây rồi. Mấy điểm? Một viên. Hả? Mày nói cái gì? Mấy điểm? Thì muốn nó rớt. Rớt thì tôi biết là rớt. Cover tao mày ơi. Ơi hai thằng, hai thằng, hai thằng. Một thằng ở nhà vàng đó. Nhưng mà cái môn nó học. Đây 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 đây. Đây bom kìa. Một thằng ở nhà vàng. Rồi nóc nóc. Đây một thằng mới được tường. Kì 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 kì. Lồn mấy thằng lồn nó bắn thủ tí làm phát hết hồn. Hên quá, ta chưa bắn bể cái mũ ba nữa. Thằng nào đó giáp không mày? Hình như bắn hư rồi. Có chị bắt rồi. Tám chút bát nè, thêm nè. Hai thằng hai mũ ba luôn với em. Ở đây có xác nè, đây có băng ở thêm nè Nghĩa. Đây có xác nè. Ai đâu? Tao mới nghe thông báo của Discord. Nãy tính nói nó bắn thằng nào rồi. Đây, nó bắn chết thằng đó rồi nè Nghĩa. Đây là cái thằng nó giết rồi nè. À. Ở đây có xác mà nè. Có cái giác. Wow. Ở đây nó chết á. Mày bắn AK hay là bắn SK? Tôi bắn SK. Có đại như là tao cho đại nè. 200 viên rồi. Để cho bớt, cho thêm. Tại 300 viên rồi. Mày thiếu kit không? Tao có 2 first 1 mét. Đây từ ra 2 cái first rồi. Như vậy. Tao 7 cái đó. Phải luôn. Tao mắc pin lên bo rồi. Mày có 8 chưa? Có rồi. Có rồi tao mới để lại chứ. Đẩy lên. Thì ghê mày. Đủ mày nó còn chưa còn lút. Thôi đủ rồi, tao còn trả lút gì nữa. Tao
kiếm cái nòng hết rồi. Nòng lấy cho lá hay được không? Mày chứ hả? Không, tao không cần nòng. Tao không tao đưa nè. Thôi cầm đi. Đi gốc rít ngồi tao... có rồi. Lá hay đời tao chả biết dùng nòng để gì. Kè. Đang sau lưng mình nè. Hướng 160, 170. Tiếng súng trước mặt mà. Sau lưng nè. Sau lưng ba. Ủa này tiếng súng trước mặt mà. À, là trước mặt này. Mày đang quay mặt mày hết rồi. Đó, hướng 160, 155 đúng. Coi như bữa đang đi có thằng nào chạy cho lưng vậy. Nó biết xe chở heo nè. Xe nè, xe nè. Đổi xe, đổi xe, đổi xe đi. Hướng 1290. Ừ. Đó. Ủ thằng này. Kia chân đôi, kia chân đôi. Kia chân đôi. Dừng. Nó kìa, nó chạy kìa. Chạy đâu? 20, hướng 20. Có thằng khác bắn, có thằng khác bắn. Có thằng khác bắn mở rồi, tới. Nó bắn bể mũ ra rồi. Kinh vãi. Mẹ AWM. À, cái gì? Nó mới lượm thính, bịt con mẹ nát mũ luôn, còn 11%. À, xin chết. Đây, đây, tao thấy thằng đó rồi đây. M24. Đang chạy 25. Ở đây, 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 đây. Còn thằng ấy hàng rào nữa, ui với thằng hàng rào luôn đi. Đang ngoài thằng này. Ta mới qua thằng hàng rào nè, thằng ở dưới. Vãi, cái đó bắn... kinh vậy. Bắn kinh vậy. Thường nó bắn... đi cũng mất hết, hết đạn rồi.
Ôi. Rồi mà ai tư bánh kinh vãi luôn á. Tiền nó chạy kìa. Ơ thính nhé, thính thính cái đầu nó rồi. Dính một viên, một viên kia. Còn nóc. Rồi kia 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 kia. Ủa quá luôn rồi. Hai tay bên kia. Rồi chết. Rồi ok. Ở đằng sau lưng này nha. Qua đây mới 24 mày ơi. À tao đang qua. Mày làm. Mày bắn mày tao à? Ờ thằng nó bắn nó 24. Rồi mày bắn đi. Thằng trên đồi đó, thằng trên đồi đó. Thằng này bắn á. Ủa trên đồi bắn á, nó tụi em mà. Mày bắn mày 24. Mày 24. Mày lút trên đồi đi, tao lút thằng này. Xác đâu? Đó. Đâu? Xác ngay trên mày luôn đó. Rồi. Đó, cao chỗ đó luôn. Đủ mấy gần đây có cái thính luôn này. Gần xác này có cái thính luôn này. Bỏ xe đi bộ đây. Ủa thằng này xác đâu ra? Cái này bị chết đâu ta. Đó à, cái bên đồi này. Rồi có cái thính ở đây nè. Để biết đã qua lượm chưa. Ờ à, xem bên bên chỗ cũ mình có chiếc xe. Đây. Xe nó đâu ta. Ở đây. Có nòng rồi nghĩa, có nòng rồi. Có rồi. Có nằm ngoài đây. Có nằm ngoài kìa. Rồi lấy rồi. Lưu xuống này rồi. Mình lưu xuống cái bò này. Ở bên đây mày ơi, bên đây. Nữa có thằng bắn tao. Hai thằng luôn. Cái môi này. Sạch chưa? Có thằng lồn ở bên này bắn tao. Ở bên hướng á, 75 á. Ờ, thấy rồi, ha, bắn tao. Ờ thấy rồi, nó ở bên bờ đồi kia. À biết. Nó đắp rồi, nó đắp rồi. Đạn rớt dữ lắm mày ơi. À đạn rớt dữ lắm, tới rồi. Cắn cái bo đi mày ơi, kệ nó đi. Đi 300 mét mà bắn thôi. Nghĩa chỉnh 300 mét bắn là trúng rồi đó. Ồ dạ. Ờ, 300 mét là trúng rồi đó. Rồi, ta thấy hai bên này rồi. Hai bên này đang chạy nè. Hướng nào đứt. Nè, để cho mày cho cái này. Tại đây. Hà tim đang chạy, hà tim đang chạy luôn. Rồi đứt này. Rồi cho làm bắn này.
Rồi, bắn đi, bắn đi. Nó ở đâu vậy? Nó bắn lại kìa. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cầm một bài cái mũ. 320, 320, hai team công nhau kìa. Ta phải. Một viên. Đâu mày có thằng lồn là bắn tao bay mũ luôn mày. Thằng lồn ca ở đâu đó bắn tao bay mũ luôn. À, chúng mày chỉ bỏ cái này chứ. Chắc bên hông nè. Nó đang lút xác á. Dí chết thằng đó rồi. Tôi đang chạy bo. Tụi nó không vô bo. Tụi đang chạy bo rồi. Đang chạy xuống sau nhà rồi. Sau nhà là ngoài bao mình rồi. Đúng rồi, coi coi bên này còn ai nữa mày ơi. Coi sau lưng mình á, còn ai nữa không? Không, này giờ tao coi làm sao. Nè, tại sao nó chạy vòng thôi. Ờ, để tao tao lút xác thằng này, tao lút xác nào để cái mũ nãy tao giết, đéo phải là một bộ mũ. Ê, coi tụi nó chạy sau nhà nha. Ờ. Bà đòi mình lên luôn không? Không lên luôn không? Chạy bên đây phải có thịt ai không? Ê mày chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây, gần lắm rồi, nó chạy lên mình nè. Chạy, chạy, chạy đây nè, chạy đây nè, chạy đây nè. Đó là hai thằng bên kia quay. Ờ, hai thằng bên kia quay. Nó một, nó một, nó một, nó một, có thằng bên phải nữa, còn thằng bên phải nữa. Tới đây, tới đây, tới. Còn thằng bên phải nữa nha. Kìa nó chạy lên, kìa nó chạy lên, kìa ngay cục đá, ngay cục đá. Chỗ đó rồi. Hai thằng, hai thằng, hai thằng, hai thằng khác. Từ từ bầm máu cái. Thì nó coi bé thằng luôn á. Coi coi bên phải mày. Ủa nó bị bắn nhau, nó bắn nhau kìa, nó bắn nhau. Bắn tao, nó bắn tao. Tới, tới rồi, tới rồi. Chúng bị bỏ rồi, chúng bị bỏ ở đây, dưới đây rồi. Rồi, xuống rồi. Đây di chuyển rồi. Cái chết một thằng rồi, một xác rồi nè. Ờ, trên rồi, trên còn kìa, nó kia, nó kia, nó kia, nó kia. Ngay ngay, một cũng nắp, một cũng nắp. Mấy đồ rồi, mấy đồ rồi. Rồi, 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 thấy rồi, thấy rồi. Nó mấy đồ rồi, nó mấy đồ rồi, mấy đồ rồi. Để ta ném không? Đợi đây, đợi đây, đợi đây. Đang đẩy nè. Sao đẩy nè. Ai? Thì còn đâu ai nha. Mấy cái dép, mất dép rồi. Mất dép rồi. Bù đắp vô cái mũ ba liền. Mất luôn dép rồi mày ơi. Cái này còn dép 2 nè. Còn thằng này có mũ ba nè. Phải luôn dép, phải thằng. Uống phun nước đi, mình nhiều nước lắm. Còn hai thằng sau nhà bên kia á. À, hai thằng sau nhà. Chịt lại
thằng lô này nhiều nước và đá, thằng lô này mụn bay con nguyên này nghĩa. Chắc có rồi, thằng mụn bay nguyên không giáp hai đâu. Giáp hai sát kia, giáp hai để, giáp hai này nát rồi, giáp hai kia để, giáp hai kia còn xài được rồi. Để nó coi. Sát kia ở keo xuống dưới cùng. Sát nào? Đó mình kiếm lại cái đồ của mình mà ơi, kiếm lại cái đồ của mình đấy. Thôi bỏ đi, khỏi sát chỗ. Ở đây nghĩa góc đồ này được nè. À đi viền đi, đi viền đi. Hôm nay tụi nó đi viền rồi. Dưới chân hai thằng này. Dưới chân có một thằng yếu rồi. Vừa nghe tiếng quay cuối thế là thằng lùi xuống, lùi xuống bơm máu. Phải rồi, ta hết. Hai thằng luôn, đâu em bom rồi. Bom lăn coi cây cây á. Lộn mấy ta chưa có máu. Mà nó mấy thằng ăn hôi này chứ mẹ. Tao biết ngay mà. Dùng cái bọn này ném bom hay gì đó. Bắn đi đợi ta, tao đi đón gì em á. Ờ thôi, chào đi. Ờ à, đón gì em ra thằng chơi. Ủa cái kia ở kem phía dưới cùng. Cái nào? Cái nào? Đó thì dính lại cái đồ của mình đó. Thank you.
Lo lo tên là vậy luôn không? Chấm tên như trên luôn á. Đúng rồi đó. Tên như Discord luôn nha. Rồi, mà không. Rồi, thấy rồi. Mời chưa, mời chưa? Dạ, đang mời, đang mời. Tôi mời chưa, tôi mời nha. Ờ, tôi đang mời. Rồi, ông nữa, ông cuối. Ông muốn gì biết được ba. Ông có tên, riết được ba tên đó luôn đúng không? Riết một người ba. Riết ra đi bắn lại mà. Rồi, rồi, đủ rồi đó. Ông kêu mời rồi, rồi. Ok, rồi đi nha ông. Server nào? ASNA. AS luôn nha. Ready, ready. Hôm nay khui hộp và tàn áo, cái áo của mấy ông mặc mà e chống nhau á. Ông Ray kìa, ready kìa ông. Ready ông ơi. Có nhưng mà nó bảo hành, có bảo hành đổ trả trong vòng 7 ngày nè, mà bữa giờ anh mua ra, ra có sao đồ mua đồ đó. Vậy đâu mấy ông? Ok. Ok vô chính kỳ. Đẩy vô số 3. Số 3. Đây 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 đây. Đông nhá, đông vãi lồn luôn á, tôi chết mẹ còn đéo tới rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi tới rồi. Tới rồi. Tôi đã tới, ôi tụi nó cũng tới luôn. Cái đồng nhiều lắm. Đồng nhiều lắm, nghe kiểu tôi nói nè. Ngoài đường chạy nhông nhông kìa.
Ngoài cái tỏi con thằng này. Hả? Em muốn chơi hay là sao? Một em. Ba lô bên này là số 2 rồi. M4 bên này này, M4. Tao đâu mà tao bao lắm mà 400. Đoán gì vậy? Số mấy số mấy? M4 số mấy? M4 số mấy ông nào vừa nói á? Nghe chưa vừa đọc chưa? M4 có đây đấy. Ai vậy cửa kính nhất số 4 này à? À, cho này thấy. Ông số 2 à? Ủa, chết hai ông kia. Ôi ôi, cái gì vậy? Đâu chỗ nào vậy? Ô vậy mà không chết. Một thằng. À, tôi đang sợ lần nào muốn đâm vậy. Ôi bồ nó qua kìa. Ê kìa số 3. Chỗ nó kìa đấy kìa. À, tôi bắn tên. Tôi bắn tên ông ơi. Cứ nó. Nó bốn ở đâu vậy? Ê trong nhà vệ sinh nhỏ bên tay trái. Trong nhà ấy. Tao bốn bên tay trái. Thôi nó chết cha thằng kia với tôi rồi. Nó lên kìa. Nó dưới nhà ấy. Hai thằng. Ok. Bỏ cái cung đây ông số 3 thấy cung của ông á. Số 3. Ý đợi giữ chân số 3. Ờ à, rồi nó bắn, có người bắn rồi. Rồi yếu. Ông ngoài ngoài. Nó qua kìa, đây kìa, nó chạy qua kìa. Chạy ra xuống kia số 3 ở số 3 bắn được, số 3 đứng trên bắn được, từ để số 3 bắn trên bắn được. Nó không chơi đến số 3. Nó đang cứu kia không rồi. Nó chạy chạy xuống đường hầm. Một thằng có súng vừa cầm lựu đạn mù choang, nó có súng nữa. Nó thằng chạy xuống đường hầm hả? Nó cứu bồ, nó cứu bồ, nó cứu bồ, nó thằng thầm cứu bồ á. Kêu rồi. Ở sau cái sau lưng tuyệt con mẹ đó khỏi cái lồn luôn vũ cung đó là cứu bồ đúng cứu bồ đúng cứu bồ á từ từ xuống à, thằng nó chết rồi sao số ba xuống cứu sao số ba xuống cứu tôi đó là cầm tên cầm tên quá số ba cứu mẹ xong lâu rồi đây đang có cây kìa kìa bắt đi lốc hai thằng kìa nóc rồi kìa nóng rồi nhưng mà ở dưới nó bắn nó luôn giết luôn gạt vào luôn. Cùng cứu đi. Ông nào. Nó cứu một kia nó lên rồi. Ở dưới hầm hai thằng á. Hai thằng lên rồi hai thằng đó. Nó qua kìa. Giết luôn. Dưới hầm ông ơi. Ok. Đại kêu bằng đằng nọ. Từ từ không? Ở trên còn đầy mà từ từ tử còn đầy tụi nó cho đó. Để anh thấy đồ ăn nó này. Rồi bắn tên đẹp quá. Lốc ba thằng. Tôi giết được ba thằng. Con lốc mà đéo giết được thằng nào luôn, nó cứu được hết. Nó cu khu trái tim đấy á, bấm rồi. Thôi, đủ rồi. Xin bình máu nào. Đây. Chòm cái này này. Tôi bấm bằng đít. Tại vì bắn được thằng nào giết đó luôn. Bắn nổi x4. Mẹ cầm lục ở sau lưng, đéo có giáp. Có giáp thì nó còn... Nè, tôi bắn gục thằng kìa, mẹ nó bộ nó tầm tinh lao tới.
Rồi lên chơi đi ông ơi. Vô luôn đi. Rồi lo luôn. Có đạn chín đúng không? Cho mình đi. Nó ở trên kia rồi, nó lút hết rồi. Bụi đầu. Hello, còn cái mũ nè. Tiếng biết đạn chín thôi. Có mũ 2 nào? Có đạn xanh không vậy? Thôi lấy đạn chín thôi. Rồi đâu qua đây 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 đây. Nó khui tìm á. Đó nó khui bên đó đó. Đúng rồi, đi con rất nhanh thế. Nó thằng ngang Dương Vương. Ồ, thấy rồi. Bên đây nè, bên bè đại năm nè. Cái giải nhé bên đây nè. Nó mới lò ở đâu ra kìa. Nó đã thọc đầu vô rồi. Đợt nó rút nhanh hết rồi, nhanh trên ta. Nó qua bên đường rồi, Nó qua bên đường rồi, nó bên đây nè. Nó qua bên đường rồi, ông biết rồi. Nó qua bên đường rồi. Kìa nhảy xuống kìa. Cái nhà xanh trước mặt ông biết. Thấy rồi, nó vô nhà xanh ra trời rồi kìa. Nó vô nhà xanh ra trời nha. Ngoài luôn đi. Nó thằng ngang Dương Vương lộ quá. Kệ nó ra, chưa ra. Kệ nó ra, kệ ra. Ê. Ơi rồi, đốc rồi. Ủa chết luôn hay đốc? Đốc. Bộ quá đỡ bộ, đừng bộ đợi bộ đúng không ạ? Đóng mấy cái cho nó gần chết rồi. Nhà đâu ơi. Nhà. Đang lút đồ kìa, vào bán. Một thằng ngoài nữa. Một thằng ngoài nữa. 4 kill luôn mà. Giết luôn rồi mà. Cố tình giết luôn, gọn gọn luôn. Nó cày ghê, nó xuống cầm được súng lục bắn thì nó cho nó bùa nó chạy cầm súng lên nó lùi tôi lại. Em khóc không?
đây giờ thì những cái vậy thì bả cứ hồi chơi đây chúng tôi cùng để khu tam giác à. Dạ. Để coi. Để coi cái trình đi vòng ký không sao chứ giờ không có không không sao đường vừa này cái công không. Chỉ có hồ sơ bả không thấy thời gian nào bả đưa ra đây. Rồi. Đông vậy. Hai team. Ôi thì bạn chú nhảy hết khu tam giác rồi. Vào khu giữa đi. Vào khu giữa đi, vào khu giữa đi. Tụi nó nhảy hết tam giác rồi. Giữa xong có vào khu giữa xong có súng xong tam giác. Cho tụi nó giết nhau trước đi. Số 1 cẩn thận nha. Rồi số 1 vô làm bệt mà. Rồi cái AK nè. Mùi gì khét vậy mẹ? Ai nhảy cửa kính đấy? Tôi. Ủa đó hai team không ta? Trên đây có chép 2 nè mọi người. Số 3. Đó số ở đúng rồi số 3. Trên đó có chép 2. Tụi nó nhảy mà im re vậy ta. Ủa hai team mà ta. Ừ. Đang thủ. Kìa đang đánh nhau rồi. Tao rang rồi. Một thằng à. Nè góp vui đi. Tao lẽ chưa có súng. Còn đấy, không có vui. Ông ơi đổi AK lấy M4 không? Đi đây. Ai? Ai loot rồi này? Ai đổi AK lấy M4 vậy? Ai đổi vậy? Đâu không? AK nè. Ờ, đổi đó hả? Có cái cốp nào không? Đổi rồi thôi. Tôi không có cốp được á, cày chứ. Đi qua luôn đi ông ơi. Vì nó nhảy xuống kia, tụi nó thục hết rồi, thọt hết người rồi. Nè ông ơi. Đi không đi. Ba ly vào lũ. Đi. 28 kìa. Tụi nó thọt hết người rồi. Đây nè, ở cái nhà giữa nè. Bên đây. Trên đầu. Nó phải bảy. Rồi nóc. Lùi vào. Cứu. Ông thứ hai, nóc rồi đó. Nia. Cứu tôi. Hay mà.
giết hết thằng em. Cứu đi, tôi đang máu vắt. Công luôn đi. Ra lại. AK nè, ông bắn ông nè, nè nè AK nè. Đạn nè, đá bạn đạn nè. Trời ơi, nè. Ơi, đấy có người. Địt con mẹ. Bên đường, bên đường. Rồi. Nhanh nhanh nhanh, tôi lúc lần hai rồi. Ui con. Quên kia, tôi đã. Đồng thế. Đồng vậy. Tôi giết 6 7 thằng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Luôn. Ông nào gầm cấp báo này. Đây 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 đây. Số 3 lúc lần 2 kìa. Má, tôi đã giết nóc 2 thằng rồi. Rồi cuốn kia đi, cuốn kia để tôi giết hàng này. Ok ok. Để tôi bấm máu cái này. Chết, hết rồi. Ê, đồng vang luôn, 20 thằng cùng kia. Tôi rất sợ lắm mà. Ấy, hả đã. Tham đồ làm gì? Từ từ la, rút đồ tôi sợ. Đâu á? Tưởng xong rồi. Vừa lút chán ấy, còn gì để tôi? Ba. Thôi được rồi, tôi lút. Đó. Không lấy gì đâu. Đó, tôi coi. Ủa sao đây còn một xác ở đâu ta? Ở đây hai xác, ba xác lận. Còn một xác có chui đâu rồi không? Chung nhà hay đâu rồi? Chắc có chung nhà rồi. Còn nữa, ở đây tôi giết hai thằng có nóc ở đây là ở đây ngoài đây. Ngoài con thằng này. Có đạn, có đất đó kìa ông chị cái nào. Đây là ngoài đây nè, coi được lấy cái gì ngoài đây được thì lấy. Ngoài đây nè. Lấy là holo, đây có holo nè, lấy là holo nè em. Lấy đó kìa, đây có con gác đó nè. À, hình tôi có súng. Tiễn qua thằng rồi. Thấy kích. Sợ hết hồn. Sợ phải. Ông kia xui, ông kia xui quá, không cứu kịp. Tôi bị đốt lần 2 rồi. Đốt lần 2 nè. Đốt lần 2. Trước thì bơm máu, nếu trước thì nhận máu để bơm luôn. Sợ cái like nè. Thấy cái khẩu mini hoặc là M16 cho tôi nha. 16 nha. Đó. 16 hả? Ui, làm sát thế. 16 á, 4 chứ không phải là M4 16 đâu nhá. Ờ, 16 á, tôi cầm 16 á. Đây, đây nè, đây. M4 bắn không? Anh bắn M4 không? Tôi có M4. 16 chỗ nào? Ông nào số mấy? Ui, của ai? Cho ông chấm ông chấm chỗ nào? Ở chỗ nào ông chấm ông chấm. Ok ok. Con đeo trên người. Cái 8 nè ông ơi. Tôi bắn hết 4 rồi, tôi bắn hết 8 đâu. Ờ biết cá này tí tôi xin. Thì tôi bắn hết 4 rồi, tôi bắn hết 4 rồi, mình bắn hết 8 đâu. Em bắn đâu đầu bạn. Có bao luôn hai mà. Có cái giáp rồi, chấm ngay ra thì bắn bung mẹ giáp rồi. Lượm được cái giáp hư rồi. Ui, mà đang còn cái giáp. Nó lút hết bên trên đây rồi mọi người. Chúng gần hết rồi đó. Giết tụi này là có nhiêu đồ là gần hết rồi đó. Không, nó cũng lút xa xa rồi, nó lút chưa. À, ba lô 2, tôi lục ba lô 2 mà sao giờ thành ba lô 1 mẻ rồi. Đi ngay mà, lút cái cửa từ lửa hết rồi. Đây là có 16 rồi. Nó có băng đạn thêm được tôi cái nha. Có này. Tí xin. Bán M16 không? Ờ. Đánh vào. Đánh
vàng còn khẩu M16. Nãy giờ lượm được cái cốt ngon. Tám nè, trời. Cấp 4. Quá trời luôn. À, ba lô 1. Ba lô 2 rồi. Ba lô 2 để 2 giờ tiến thành ba lô 1 rồi. M16 hôm nay bán hả? Hôm nay lấy hả? 416 vậy? M16 khúc nào vẫn bắt nó ít rồi. Không là 16 giờ nó fix rồi. Đâu còn ngày xưa nữa. M4 chứ, quên. Mấy không bán hả? Tôi bắn, tôi gục vô M4 rồi, tôi bắn cái M16 à. Tôi bắn 16 với mini rồi. Dư cốp cho tôi 8, bây giờ tôi có mini bắn cốp 8 được rồi. Đây nè, qua đấy đi. Ê, từ từ tí nữa cầm. Có mini hả? Ờ. Tôi tự cho băng đạn luôn nè, không đâu rồi. Có băng đạn với lại cái cầm be rồi. Cầm be nhưng mà giờ thiếu cái ấy thôi. 36 nữa nè. Không, đủ rồi. Ai chơi cái nóc mẹ R nào? Có đấy, chơi cầm giật này. Ok. Ta cho xin. R không có đâu. FR rồi có quên rồi. Anh lấy xác nhảy có ba lô 2 không ta? Chắc có chứ hả? Ba lô 2 đây, có ai loot ba lô 6 tôi vậy? Quá tiện cầm tiền cái tay, tôi cầm tiền thì cầm ba lô 1 thì kịch cứng cái ba lô rồi. Thêm đâu vậy, tôi xin cái là SKS nè, bắn không? Bắn đạn hả? Bắn đạn hả? SKS nè. Không, SKS, súng á. Bắn, bắn không? Đâu đâu, SKS đâu. Nè, chỗ tôi nhà tôi chấm á, đó. Đó mà. Ở ngoài nè, nè, là cho phụ kiện SKS nè. Rồi, hành lang á. Ê, đạn xanh nè, tôi mà lấy đạn xanh đấy nè. Không, đủ rồi. Ở ngoài cái ban công đó nha, cái gì gì á. Đâu ít 8, ông là cầm ít 8 đâu. Ấy là ném bom, đây đây, đem đây. Đây đây, chuẩn bị đây nè. Còn mình trong bò hả, ra đây khúc này nè. Ra chỗ trường đi học nè, phương học trẻ nè. Cho đồ SK nè. Cho băng đạn chứ. Ủa sao ông mua số vạ số này ông chưa bằng giáp cái giáp nào không? Okay. Số 2 không có giáp hả? Oh. Giáp mộ là bên đây nè. Đẹp. SKS trên đây nè. Đây rồi mà. Ủa đây rồi hả? Đi. Anh xin đồ SKS của ông kia. Qua đây cho băng đạn nè. Có ba lô 2 nè ông ơi. Chưa tí nữa anh đang họp tí nữa mới làm để xong anh gửi. Này, bằng đại này. Giác trong đó luôn á, giác trong nhà đây nè. Nhà đây nè. Có cốp xin cái. Không, tôi chơi trái bóng kia rồi. Cái gì? Em nói gì? Xong được. Anh
nữa anh cho số là coi em thì em cứ trao đổi với nó được không được cứ trao đổi với nó cái này công ty ngoài mà đâu liên quan gì anh đâu ha em cứ trao đổi ha à hỏi mảnh cái xe coi alo alo có xe hai chỗ ngoài đường ấy chỗ lúc ấy bắn nhau ấy ôi xa quá xe ngoài bò bắn rồi ông ấy có cốp không cho xin được cốp rồi xuống rồi không không tôi có một cái đó một cái tám một triệu cho là hết rồi đó để tôi ba luôn một mà ui bằng nhau kìa hướng 340 kìa 340 thấy rồi kìa nó đang chạy kìa 335 kìa nó chạy lên cái đồi kìa kìa nó chạy xuống dưới đó kìa kìa ngay hướng 335 kìa ngay đây nè ngay cái đồi á ngay cái đồi gần nhà Đức á ui ở bên này bên này gần lắm nè bên này hướng 265 nè 255 này 255 ở gốc cây ông ơi để tôi bắn nhá đừng vào bắn nhá bên này có thằng chạy qua có thằng vị trí ấy hai thằng để tôi móc từ ba thằng nha ba thằng đó Ở đây đâu một thằng. Cút đồ đi. Kìa nó ra lại nó quay lại kìa. Nó ngoài bo Nó cú bồ kìa. Ông số 3. Ở đâu vậy? Kìa, nó đang bắn chỗ nó bắn có quay gần cái bo. Đẹp. Mày không thấy không? Không, tôi không thấy. Hướng nó thẳng chỗ đó luôn đó. Ngay đấy hả? Cây. Đó kìa. Rồi đó. Đút đồ đi máu nước đi rồi đi. Tôi giết 6 thằng rồi kìa. Này có đồ XS này tôi lấy cho. Lụm tôi 4 này. Rồi. Ui. Bồ nó. Chắc trong ngoài bo. Chết rồi, giết đi. Cứu ông ơi, nóc thằng ba. Này chiếc bát này. Bốn nè. Ở đâu cái thùng đó trơn rồi. Thùng ở dưới đúng rồi. Này chiếc bát này. Đâu cái thùng này. Cho. Chiếc bát này. K98 kìa, ông nào bắn kìa. Để tôi bắn K98. Cho tôi xin K8 nào. Đó, X4 đâu, mày ra sẵn rồi. Một phút nữa kìa. Bốn đâu. Đây. Đi một phút kìa, xa không kìa. Cho luôn nè, khỏi bắn. Đó. Đây, có xe mà. Qua đây thôi. Đây. Tôi bắn nhiều lắm mà, tắm. Mấy sát mà, tôi bắn 3-4 thằng đây mà. Qua kè ông coi, đi. X4 tôi có X4 của tôi đấy. Tôi cho ông kia rồi. Đây. Có X4 không? Ủa, sao mấy sát bạn không thấy X4 ta? Bắn tốn hơn. Rồi đi. Ê tôi kích bốn này em bước cảm đây. Đi. Để tay bắn này. Đi qua đây. Ủa mấy xác rồi ta. Nó bò đi hết rồi. Còn như cái chip bát nè. Đừng bấm chip. Check bát AR hay là ER? Để tôi bấm nước. Ông ơi, check bát AR hay ER đấy. ER, em rồi. Check bát của SKS với K đó.
Rồi rồi, dùng thằng này đi. Cái này chip bát nè. Ê, từ đã, có người đừng có đi chi đồ, từ đã, có người giờ cung bon. Ui má, tí tông tui rồi. Anh đưa cô 8, anh đưa cô 4 cho lại. Được rồi, ông bán đi, ông bán này, ông bán đi cũng được. Nè, tôi đưa chip bát cho nè. Ông nào lại. Nè. Alo. Là chip bát nè. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Không phải lấy à? À, ok, ok. Thì cửa cà phê quan trọng mà quan trọng chữ ký ông kia, chữ ký ông đã. Mấy lại bà có bà cái đóng thuế thì bà mang cái hồ thuế lên đây. Hồ 2 nè. Rồi rồi, ok, trước mắt đi cái gì đi. Cái bà kêu bà hồ sơ mình cho chứ rồi. À, à, ok, ok, ok. Hồ 2 nè ông ơi. Ôi trời, ông kia lụm đã giờ không có hồ 2 không hả? Vô đây. Bo này em ơi, bo này em ơi. Không. Bo gần, bo gần mình nè, bo gần. Ông lấy vụ 2 à. Khu nhà ở giữa ngon quá. Khu nhà ở giữa ngon quá. Đi 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 đi. Khu đó có người mẹ nó rồi, thôi đứng ở ngoài luôn đi. Có người à? Thì đi vô đi chậm quá mấy ông chi đồ làm bị chậm quá. Có người rồi, giờ nó sao vô được. Kể sao bị có người bà. Tôi lấy ông vào, ông bấm ông. Làm gì có ai? Có không? Không có thì vô. Nè tôi đi sợ cái gì. Có bắn rồi. Đi 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 không có ai. Có ít 4 nữa nè. Ờ để 4 được được được. Cái nhà nhà không có cửa. Nhà đây nè. Ok ok. Nhà cửa sắt á. Nhanh 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 công nhà này nhanh. Ông số 2 làm gì ở đó rồi? Cứ vào đi. Không quan trọng là giờ nó công có 2 người làm sao mà thép. Ông hiểu không? Hai công. Ông nghĩ sao cái nhà này không công, không công. Giờ có chip bát không mà lấy à? Đấy. 140 kìa. 190 nè. 140. Ủa ông bắn á hả? Vào đi, ông có ai vào đi thì đứng làm gì. À vậy đứng ở đó. Kinh chứ. Thấy rồi. Ở dưới đúng không? À hướng đây, đây, 3330 kìa, đây cái xe kìa. Có thằng chạy xe lên đây nè. Xe đến kìa. Nó công luôn thấy chưa? Kìa nó kìa, nó kìa, nó chạy, nó chạy ngay cái xe kìa, ngay cái xe hướng nó đất kìa. À thế rồi, thế rồi. Rồi còn một thằng sau tảng đá với cái gốc cây chỗ nữa. Đó, chỗ khúc đó, chỗ khúc đó đó, khúc đó đâu, khúc luôn gần đó đó, gần đó đó. Gần đó đó, tảng đá chỗ đó đó. Bên đây có người nè. Bên đây có người đi xe lên nè. Bên đây có người nè. Chia ra, chia ra, chia ra. Bạn này có 2 đứa nè, bạn này có 2 đứa nè. Đây, hướng, hướng, hướng. 250, 250. Ờ, à, đúng rồi, đặt đó, 2, đúng rồi. 250. Thấy 2 thằng ở đó mà. Vào trong nhà đi, vào trong nhà đi ông ơi. Trong bo đấy. Nhà trong bo. Đứng hàng rào cũng được, một ông đứng hàng rào cũng được, đứng hàng rào cũng dễ. Cái đó chạy ra cái xe, chạy ra cái xe kìa, chỗ xe kìa. Chỗ cái xe, chỗ cái xe. Có xe tới, có xe tới, có xe tới, có xe tới. Có xe tới. Xe tới nè ông ơi. Hỏng cái mũ rồi kìa. Đứng lên đó, tôi cầm hàng đó. Đó ông cầm những khác thì tôi cầm thằng đó chưa? À trên đồi kìa, trên đồi hướng 110 kìa. Nó chạy trên đồi á. Má nó bắn tôi kìa. Trên đồi hướng 110 nha, đủ thứ hướng hết á. Cả đó mình trong nhà đẹp rồi.
Ở bãi trong nhà mình luôn nè. Tại cái nhà bên đây, nè. Nghi nghi rồi. Tiếng xe dừng mà không biết đi đâu hết. Đếp trong nhà đi, trong nhà đi. Đóng cửa dưới vào, đóng cửa dưới vào. Chị bò lên đây. Có phía sau thì mấy ông kia có phía sau của tôi. Để nó móc lên. À, nhà phía sau, cái cây. Cái nhà đó tí tôi quăng bom vô, không sao. Ở đâu á, ở đâu á? Ai nhảy cửa? Không, có hỏng đấm, hỏng đấm. Còn là bắn bay đầu không? Ờ, à, biết rồi. Nó đang kè. Ờ, mặt. Mày kè rồi kìa. Dòng đó ngoài bao mà đúng không? Dòng đó ngoài bao mà. Ngoài bò đấy. Bắn xuyên tường hay sao ạ? À? À. Chết đấy không? Đi bán rồi. Nóc. Ngồi bo đó, ngồi bo đó. Nóc ngoài nó cũng bộ rồi, kìa nó. Kìa cho đục đá kìa, tàn đá kìa. Tàn đá kìa, chạy nữa kìa. Ba thằng. Cục đá nữa kìa. Cục đá nữa kìa, bằng không kìa, bằng không kìa. Thấy rồi, thấy rồi. Năm giây bo kìa. Cẩn thận cái thằng nhà bên cạnh. À, anh nghe. Hả? Anh đang hả? Mấy chén cũng được. Một chén. Cái thằng nhà bên cạnh được không ơi? Biết rồi, kệ nó. Còn một thằng nữa. Bỏ đi, bỏ đi. Cạnh tôi rồi, cạnh tôi rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Ờ, chạy không kịp rồi. Được, kịp. Thằng ca ngay trên đồi. Thằng trên đồi mà. Ơi, chạy được rồi đó. Má, tôi giết 9 thằng.
cơ mẹ. Đừng nâu nó vậy chứ sao? Đừng nâu quá. Đừng nói nó còn mắc hơn cả đường kia á. Gì? Đang ạ.
Các bác xem bọn trẻ con đang nhảy vào Zoom này. Tôi với thằng Minh với lại thằng Tùng rồi. Thằng Tùng với thằng Tiến đi đào sắn ban đêm ấy, về nướng thì hôm nay không ngon các bạn, sắn còn bé quá. Đấy, hai đứa chú chín. Thì nhiều anh em xem cái video đấy bảo là giống một thủ bé mà đi nhiên chụp sắn này, đúng thật mà tôi không biết là cái thế hệ sau này như nào, nhưng mà thế hệ tôi đối với trước ấy là anh em hay có cái trò đi chụp sắn để nướng. Thật ra thì cũng chả phải là nó có gì ghê gớm lắm đâu, củ sắn thì mình đi câu cá thì mình đi chơi linh tinh, mình thấy thì mình cứ nhảy vào bẻ ra mình nướng ăn, nó vui quá ạ, nó vui lắm. Nhờ chủ nhà người ta cũng biết, chỉ cười chứ người ta cũng chả biết cái củ sắn đâu. Thì hôm nay bọn tôi đi ra ngoài mấy đứa trẻ con này, một thằng nữa đang ở nhà đang đi mò trứng vịt, trứng lan ở nhà nó đấy, thì nó mang đây. Thì mình đi mình đào sắn ở chỗ, đổ sắn chỗ kia kìa. Nhưng mà mình nướng nhá. Chắc là kiếm nướng này dơm, mình nướng được này. Vừa sau cái mổ gặt nhiều dơm lắm. Đấy. Bọn này còn đang bẻ ổi. À đồng chí cái đây rồi. Nào mang mang trứng lên xem nào, được mấy quả đấy. Ơ, thằng đấy nhiệt trụ của mẹ nó, ba quả trứng. Một quả trứng gà. Vâng. Hai quả trứng ngan à? Vâng. Rồi, được rồi, đi thăm ba gà, tên là ba gà. Bay. Nhân chụp trứng. Thế là hôm nay bọn tôi có ba quả trứng. Một quả ổi. Đùa thôi các bác ạ, trứng không phải là trộm chiếc đâu nhé, trứng tôi mua đấy các bạn. Trứng tôi bảo cháu về nhà lấy ba quả của nhà nó, mua ba quả mà. Tôi trả tiền đàng hoàng đấy, chứ không phải là mình xui trẻ con đi lấy trứng của gia đình đi đâu. Có cái sắn này thì là nước sắt mình anh thêm mà. Anh ngoài này. Ra vặt mấy gốc về nướng. Mình nướng bằng rơm nhỉ? Rơm nướng được không nhỉ? Nướng luôn cái này nhá. Nướng luôn nhá.
tôi đưa đi vào bể sẵn đây tú ơi. Đi nhổ sẵn đây. Còn một quả quả đấy đâu, kia đây đưa đây xem nào. Mày bẻ đâu, mày bẻ ra gì á? À đây này. Mà chỉ con vừa đi ăn quả má bẻ về này, quả này chua lòn đấy. Đây là quả má bẻ này, trước bọn tôi cùng kiếm ra một lần rồi nhỉ. Cái này nó hơi già, cầm lên trong mình chờ sập chín mình ăn. Cầm trước thật nhé, đừng để rơi nhá, mang giấu như này này. Đây là để cho đây này. Đây đây đây, băng này. Để đây. Đấy, ba quả trứng, để đây. Rồi, má bẻ để đi, má bẻ để đi. Rồi đi đào sắn này. Nhiều sắn. Sướng buổi chiều bà sướng. Bà tiết làm cái này không các bác? Ra ruộng. Chạy đi! Đâu? Đi nhổ hôm nào? Hôm nào mình nhổ nó chưa già. Hôm nay hy vọng là sắn già. Nhổ đi. Tùng thanh niên làm trước đi. Bẻ đi em cũng cần nó mang nhấc cả lên. Cho chúng mày xem nào. Không lên được á. Hai thằng. Thế mà đòi đi trộm sắn. Đứng một dốc chân chỗ đấy. Đứng xa xa ra. Say. Ba thằng. Say không. Bốn thằng. Không lên được á. Bốn thằng không lên được đây thì ăn được. Thế bây giờ chúng mày đi làm gì để ăn được? Nhổ một gốc thôi, đứng đứng xe chân ra. Thằng Tùng đào. Đào chục sắn. Đào đi. Đúng rồi. Không nhổ được thì đào. Mày ra chú thể hiện thế nào? Ra đi. Ra để tao thể hiện cho Tùng. Một tí này em vừa gì? Mày ra nhìn tao thể hiện này. Gỗ này này. Một phát lên luôn này để tao quay cho mọi người xem. Ông tân lịch sĩ. Nhìn nhá. Ừ, quay đây đã. Nào. Các bác nhìn tôi ra tay đây. Mấy thanh niên đang ngon thua. Ra thì đại ca thể hiện. Mày tưởng à, nhìn thế này. Người ta đặt, người ta để chân rộng thế này, mày cứ đứng thế này, mày nhớt này, nhớt này. Một. Hai. Mày cười à? Hát cười. Mày cười à? Thấy chưa? Thấy hai ba rồi. Thấy đi với. Với đi với. Với đi với. Thấy chưa? Thấy đại ca ra tay thế nào chưa? Với cái này này cùng à. Nhìn cái khá quỷ. Mới to được chưa à? Bới đi, còn mới đủ nước đấy. Đào hết cả tay. Đấy, hồi bé mà đi đào sắn không được thì nhổ. Nhổ, à, nhổ không được thì đào. Đào không được thì bới. Mệt. Làm mọi cách để có cái ăn đấy, được à. Các bạn là thấy tôi này giống như chụp sắn không? Còn nước rồi mà, hết chưa? Có ba củ thì nhổ thêm một gốc nữa đi. Không, đừng nhổ gốc nữa đi, gốc không được đâu. Cho nên nó bé thì nhổ gốc khác rồi. Thế này, thằng nào nhổ cái gốc gốc gì kìa? Gốc dưa đấy. Ờ. Đấy, nhổ gốc đấy. Rồi. Gốc, lần này con đi. Để nó đi. Cái này sắn mang đi bấy nhím được, bấy xong rồi đấy. Đứng ra là nít mày cứ quay, mày quay nhỉ. Cái này ở đâu? Đấy, sắn này giờ to rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa bụi mấy nhỉ. Bẻ, bẻ cánh đi xong bác cả cái cây ra. Đúng rồi.
Rồi bác đi, thằng nào cầm đi. Úi giời, hai củ rồi. Em bụi lít dài nhưng không to. Đi, băng đi đi. Minh ơi, Minh, mày được cái củ to thế. Vô Minh. Mấy giờ từ từ đã. Đứng chụp cái ảnh nào. Nhìn đẹp đấy. Đấy, 1, 2, 3, chụp ảnh là 1, 2, chạy. Đấy, tao giả vờ thế mà. Đi. Ra cái hướng. Sự bò này ác thật. Ơ, cái là giống một trứng đấy. Các bác xem bọn trẻ con đang nhảy vào dơm này. Luôn à? Nhảy vào á? Nào, 1, 2, 3. Tao đi rồi. Tao đi rồi. Mình. Thì quay chậm nha, quay chậm nha. Sướng. Đây này vừa lấy mấy quả. Có bạn thấy có vui không? Chơi này vui cực kỳ đấy. Nhảy bật rơm bấm bầm bầm như này không ạ? Thế còn tí nữa bọn tôi nướng sẵn như này nha. Sẵn đi cả, không kìa. Nướng ở đây xong là khi nào chín thì ăn. Trong lúc chín thì mình nướng một thứ nữa. Cùng với lại ăn nó bẻ nha. Tùng còn đang đi bê rơm ở nơi khác thì nữa này các bạn ạ. Bởi vì rơm chỗ này là bọn tôi để cho châu bò ăn vào mùa tết này đấy. Từ châu bò tôi kia chẳng có kia mà. Tranh thủ cho ăn tí. Còn chỗ này là rơm xấu thì mình đốt được thôi. Còn rơm này là rơm tốt để cho châu bò ăn đấy. Châu bò là thịt góc bếp cho các bác đấy. Không phải đơn giản đâu. Mùa rét thì nó có thì phải cho ăn rơm. Cỏ nó ít mà. Bỏ đây đi. Tùng ơi, đốt chỗ nào nhỉ? Đốt chỗ đấy đi. Đấy, cái chỗ đấy. Chỗ đấy chuẩn đấy. Đợi con kia mang về nữa là mình cứ đốt một tí cho mình ném vào, đốt một tí cho mình ném vào nhé. Bọn này khỏe thế. Đấy, bước từ cạnh chỗ kia, chỗ tùng, cạnh chỗ tùng. Tí nữa là được sẵn. Thằng Minh còn nhớ tay phát bao kia ngã rúi 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 mà. Không phát được. Ngon rồi, có 2 bó rơm đây rồi. Một bó là 3, còn rơm kia thì khi nào bí quá thì sử dụng đến thôi nha. Ăn cắp con trâu một tí. Còn bọn tôi dùng cái rơm này thôi. Thế à. Đấy. Thanh niên Tùng cũng vác rồi. Đấy, hôm nay thằng Tùng bảo là nướng rồi, ta để cho mày nướng, ta không động tay được chân một tí gì. Ta chỉ cung cấp lửa cho mày thôi. Nha. Thế cho mày làm tí cho nha. Ok. Ok. Nha, mình nha. Không chín thì bắt chúng mày hết, nhớ chưa? Được. Được nha. Lấy sẵn đây đây, chúng mày tao. Tao cho chúng mày nguồn lửa thôi, còn lại mày nướng thế nào là việc chúng mày. Kệ chúng mày. Cái là hết mà. Mới thằng trong cái thằng một que thế à? Còn bên kia nữa cơ mà. Phát cho mỗi thằng một khẩu. Khẩu trúng đấy. Ôi dài thế. Thế được rồi, nướng đi, đấy cho mày nướng đi. Chú ngồi xem. Xong tí tao ăn ké cho mày thôi. Lửa đâu? Nướng như này à? Thế thì kiểu gì tập trung vào bên trong hết rồi gì? Đây lửa đây. Cho chúng mày mượn lửa, còn chúng mày làm nào là việc của chúng mày, kệ chúng mày. Xem nào, xem cùng làm thế nào. Mau, xài. Rượt, mau à? Mình sao bên này nhìn nó dễ nha các bác nha.
anh đi sớm đi, anh đi sớm đi. Kiếp ra đi. Chúng nó đang bàn chiến thuật đây các bác. Để anh chụp bật cho. Nào thằng nào cầm một nắm rơm đây. Nhỏ nhỏ thôi, rơm thì ướt, lấy rơm trắng thì nó khô. Rồi. Trứng đây sẽ làm được mấy quả đấy. Ơ, thằng đấy nhiên trụ của mẹ nó, ba quả trứng. Thôi nha. Anh đi sớm đi, anh đi sớm đi. Cháy chưa? Khói rồi. Nào đưa con lửa đây chú. Trong nước còn tắt thì còn có cái mà dùng đấy, có chết lửa đấy. Xem bọn này lửa sẵn các bác nhá. Cho sắm lên à? Xem lửa cái đại quan các bác nha. Bọn này làm thế này tí nữa chắc có được ăn không? Không phải đi ăn mày đâu. Úi, lửa thế to. Anh tham cái gì không chín được chứ. Chúng mày nướng cái này bao giờ chưa? Nướng rồi á? Kệ chứ nó, cho nó nướng, cho nó chín ăn. Còn bây giờ tôi đi lấy quả trứng đã. Tí nữa mình cũng nướng trứng. Lửa cháy nóng ác. Có gì này? Đốt ở ngay cạnh ruộng mà trong ruộng ấy. Không sợ cháy đâu nha, yên tâm nha, không sợ cháy nhà đâu, đây cũng xì đâu mà cháy. Úi, mình dân dụng theo ngứa rồi các bác ạ. Đây, có một cái này đây. Có ba quả trứng đây. Rõ chưa các bác? Rõ chưa? Đấy, có ba quả trứng. Hai quả trứng ngan. Và một quả trứng gà. Thì hôm nay tôi trong lúc chờ bọn trẻ con nó nướng cái sẵn ngoài kia thì mình nướng luôn cả cái ba quả trứng này các bác nha. Bởi vì là tôi thấy ở thành phố ấy, ví dụ như Hà Nội mình đi chơi đêm mình thấy hay thấy có những cái cửa hàng bán đồ ăn đêm hay có cái quả trứng nướng. Nhưng mà tôi không đi chơi đêm bao giờ, tôi chưa bao giờ ăn đâu. Hai nữa là nếu đến nhiều cái khu du lịch miền núi tôi thấy cũng người ta bán trứng nướng, quay nướng. Tôi chưa ăn bao giờ vì tôi không đi du lịch bao giờ cả, mà là hàng sâu một xa. Ở trên này đúng thật là chưa có ai ăn trứng nướng. Trước tôi thử nướng ở Hà Nội một lần nhưng mà nó vỡ toát ra các bạn. Bùm cháy vỏ, mình nướng lửa to quá. Hôm nay rút kinh nghiệm là có cái than này, tí nữa mình dúi nó vào than nó cho nóng dần dần xem mà chín ăn cái trứng nướng nó có khác gì so với trứng luộc không các bác nhá. Ba quả trứng đây. Món này là hôm nay tôi thử nghiệm này, bọn trẻ con này chưa bao giờ ăn đâu, không biết đâu. Cứ bảo các cháu là về lấy mấy quả trứng ở nhà đi để tí nữa mình nướng, có luôn ba quả trứng. Ba quả thì tí chia nhau kiểu gì nhỉ? Năm thằng à? Bẻ chắc cắt ra nhỉ? Khói thế. Để đây đã, chưa nóng. Đừng nào bước vào đây nhá. Nhìn giống như đi ra ruộng bắt được quả trứng nhiều các bác nhỉ. Tao đố chúng mày nếu mà hôm nay sắm mà chín, tao về mua cho một chai Coca to, chứ lãi chúng mày. Chơi không? Hai chai nhá. Nếu mà sắm chín tao mua hai chai, chứ lãi chúng mày chưa? Nếu mà sắn cũng chín, tao ăn rồi mình ba quả trứng này. Chưa không? Nếu mà sắn cũng chín, tao ăn rồi mình ba quả trứng này. Okay. Chơi luôn nha. Nếu mà chín, tao mua hai chai Coca to. Còn nếu mà sắn chín thì tao không chín, tao ăn hai ba quả trứng. Không chơi cho mày nữa. Bọn này thua rồi. Nhìn người này đẹp sao mà biết được chín không nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia. Tôi cho ba quả trứng bên cạnh luôn các bác nha. Đừng nào giấu đấy nhá. Một quả này, hai quả này, ba quả này, cứ để cạnh như này đã. Cứ có 9 không nhỉ? Được đấy. Để bên cạnh nóng dần, nóng dần. Bớt để sát vào than nó cháy hết. Trước mình nhớ một lần cháy nổ u. Cũng gần cái cây. Minh. Để tao khều ít than vào đây cho nó nóng cho trứng. Trứng nướng chắc chắn là chín. Nóng cái này cơ mà. Rồi, chín rồi, có trứng ăn rồi. Này, cầm lấy, mình có ăn 3 quả rồi. Sẵn quả này chắc chắn là không chín. Cứ từ từ để chơi luôn. Được chưa? Trong lúc chờ sắn chín ngó vào này. Trong lúc chờ sắn chín thì ăn quả bẻ. Còn chỉ con người thì hai bên này. Thằng ăn muối đi. Thằng Tùng muối đấy không được ăn đâu. Tao muối ở đây mà. Mang lên. Ai thằng Tùng muối đi. Muối đốt Tùng. Ô nhiều nhiều lắm. Ô có cái này. Quả này thì chua. Chua à? Đâu rồi? Hôm nay là quả má bè thì chua thôi rồi luôn các bác. Nó còn non đấy. Chua lắm. Thế mà quả này ăn xòa xòa mà. Mà tôi mang cho muối này, cùng dơ đi này. Muối thì nó chậm sẵn ăn. Kè lắm. Chua lắm các bác. Tẩm luôn đấy quả này. Ăn luôn miếng không ăn được. Đây này. Đây là quả bẻ là cái quả mát xin đấy các bác nha. Quả này nhiều video tôi có quả lắm rồi đấy. Nấu canh cũng được. Quả non thì ăn quả này hơi già một tí rồi. Trước cô ấy dùng cái thằng Tiến đi bẻ quả non ăn ngon nữa. Đây cái mày bẻ từ đâu đấy? Cái đoạn tung đà đấy á. Đá mẹ. À, đúng không gì à? Ngon rất là chua á. Cho chúng mày ăn đấy. Quên đi nhá. Đã ăn đâu. Bước đi nha. Chùa kinh như được. Tôi ăn quả này thôi các bác, quả ổi. Mấy tung cho đấy. Ổi ngon hơn nhiều. Ngọt. Ổi ngon hơn nhiều ấy, quả mà bẻ là chua lắm. Nãy là nhiều không ăn? Hai quả hết cơ nhỉ. Một nơi ra sẽ sẵn thế. Này, đừng có trong đi nha, cùng trứng nhá, đúng nhá. Ôi trái mùi này ngon lắm. Ít quả nhưng mà quả nào có là ngọt đấy. Trái mùi này ngon. Ôi ngon hơn má bẻ. Má bẻ chua, nhỏ dãi rồi. Không chín rồi. Chờ sắn chín thì bọn này lại chơi tiếp này các bạn này. Lộn. Nhấy. Đúng rồi. Đấy cái đấy siêu. Không lộn được à?
không biết làm công bố. Xin chào các bác nhá, Hà Nội đang vào một cái mùa đông lạnh lắm, lạnh hơn một tháng rồi. Lúc nào cũng tưởng nào như thế này, lạnh thì chạy đâu được các bác, buồn lắm. Lúc này nhà đập chạm. Hôm nay chúng ta ăn ốc nha, nói trước như thế, nhưng mà bây giờ đang chờ để chiều ăn thì con đang ngồi thái. Mình Cho một quả vào đây cho nó cay cay một tí.
chín nữa thì mùi xả, mùi lá chanh này, ớt này, gừng này nó bốc lên thì ốc nóng này, tuyệt vời quá. Đây thầy cùi ra, lấy xong gừng nó đập này. Đây. Sốt thế nhỉ, này. Giá chẳng chéo. Giá chẳng chéo như thế chứ.